Vâng, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại đây, công viên Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh mình là dòng loa UK Pro M8. Thì mình đã kết nối Bluetooth với chiếc điện thoại này và ngày hôm nay mình sẽ review âm thanh thực tế nhất của nó ngoài công viên này cho mọi người xem thôi nhé. Một chiếc loa nhỏ như vậy thì không biết nó có sử dụng ở không gian mở được hay không. Ok, bắt đầu. Mọi người hãy để ý nha. Đầu tiên thì mình sẽ để volume master là full nè, bass shape là 50, rồi volume của nó là 50. Sau đó mình sẽ tăng volume lên full nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ thử mở một bài nhạc sống nha. Xa để mình test thử Bluetooth nó thử xa khoảng bao nhiêu mét. Hồi nãy mới đi xa mình không có nghe được, là mình không biết là nó có bị mất ổn định hay không. Tí mình sẽ xem lại video nhé. Ok, xin ơn mọi người rất nhiều.